Chứ ca chúng so tăng nà muốn con tay dù lao cái muốn mông trôn tỏm bò mẹ pin nòng con tay dù chú bón chú ti mi nà mơ nì dù nặng bàng ỉn muôn khắp xe tay trôm tỏn pì mớ pì sóng pan sao ết khỏi xó trôm bò mẹ pin nòng hảo hắn mặn dưng dệt sang đi đầy cay sang đi bên hảo hắn lên nơ bò mẹ pin nòng hao nơ.
Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, tôi là Hà Trung, thay mặt nhà hàng Thái Bông Ban Xanh Lào Cai xin chào mừng các quý vị đại biểu khách quý, các đoàn người Thái đến từ khắp nơi tham dự chương trình giao lưu văn hóa Thái chào năm mới 2021. Xin kính chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc chương trình giao lưu thành công tốt đẹp. Pa me pi nong hak suong, mue ni pen mue di ven chan, mue om ha pi mau pi song pan sao et. Pa me pi nong kon tai lai phuong lai mueng, mi na to phom can, khoi dai nhin muon nang nang chau, muon mueng bao sut bao tun, hau choi can chu hiem ao hit khong tong chan, chan ngam tai mue lang pang chau bao phu chien vai, bao lu son lan, hau hit khong tai hau cai chien pai chat doi nha sau. Quý vị thân mến, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, năm dương lịch 2021. Các đoàn giao lưu văn hóa Thái đến từ khắp nơi đã tụ hội về đây. Chúng tôi vui mừng khôn xiết, mong cho tình cảm của những người con dân tộc Thái thêm đoàn kết, gắn bó, cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa của cha ông ngàn năm truyền lại. Chiêng pa me pi nong, con tay hau mi lại hít khong, xương và mi sử tay, khót bá tay, con tay mi hơn han, kín khẩu hay bái bà, kín khẩu na bái sấy. Trường lùng khổng sủ chăn ngam, trường kín chẹp mi ế lại, cánh mi lại luông ỉn muôn, lắc ngon nẳng quam chào quam thái. Chàng khắp chàng xe, chàng tói tính báo pí, báo khen xì xa lo tập cống xe ỏm lòm. Khỏi mòng cong và mẹ pi nòng hau, con tay hau, và lùm xỉa hịt khong tay, và lùm cốc cỏ mương bản. Bày lắc nha lùm tay, bày cày nha lùm chưa, nha lùm bản hé tốc, bản hộp hỏi, nha lùm bản té nòi bò mẹ xía khoang. Kính thưa quý vị, người Thái có một nền văn hóa đậm đà bản sắc, có tiếng nói chữ viết riêng. Người Thái ở nhà sàn gắn bó với thiên nhiên hùng vĩ, trải dài khắp vùng Tây Bắc đến miền Tây, Thanh Hóa, Nghệ An. Trang phục Thái với nét đẹp duyên dáng, món ăn Thái với hương vị cuốn hút khó quên. Người Thái có hàng trăm tác phẩm thơ ca nổi tiếng, có hát then là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, cùng với múa xòe, múa sạp, các làn điệu dân ca phong phú, các nhạc cụ đặc trưng như đàn tính, pí pập, khèn bè. Đầy khay ó pang in muôn mơ ni, khỏi so đầy giòn, pa me pi nong, sở văn hóa, cấp trung tâm văn hóa tỉnh Lao Cai, so đầy giòn xúm ải êm, diệt cốc, diệt sau hờ khỏi, so đầy giòn tênh lại pa me pi nong, choi dừa khỏi, tặng tánh khửn pang in muôn mơ ni. Khỏi xóa mỹ quam thảm kháo, chôm bò mè pi nòng tinh lại khót lưng song sướng. Để tổ chức được chương trình tham gia giao lưu ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai, ông bà, các cố vấn văn hóa, chữ viết, các nghệ nhân dân tộc Thái đã giúp chúng tôi xây dựng chương trình giao lưu văn hóa đầy ý nghĩa. Xin được gửi tới kính chúc các quý vị những lời chúc thân thương nhất. Mua chiến tàu khai ma pì mở, các sức tồn bó mày khai hưa manh tòm. Hền to nơi chạy độc quảng, đồng pu kiểu mó. Sường cống kiểu sường cong sân ăn tinh đình. Na chiềm cả khèo siêu đàng cống. Hền tàu ủa sống chữ, giang dựt bàng bửa manh tòm. Chiêng pì ni chiêng lai, chiêng pì cái tọt con xài lùa. Hền to côn nung sửa đầm lai đành đón. Hền to ưỡi cánh nong la xó tăng vài. Coi rú nơ bò là cánh mẹ êm ơi. Chàng dân chẳng chết đầy kinh đài màu, chàng thầu chẳng chết đầy thấy sửa phùn lùa phùn láng má muôn trông chiềng. Bò penh châu mẹ êm ó hùa rú dân thần thầu, mía trông hở phù hạc mặn quén pan pì. Phùa châu mía rú đi chạt đơi nha sầu, ải trông hở lán nòi mà nhớ sùng dao. Sùng dao bền bò tay hươn tàng ải, nhớ mà sương nà chiềng tròi mưa nà sáng vàng. Hảo hẳn nơ bò mẹ pì nòng hao ơi. Mùa xuân đến trăm hoa đua nở, tiếng trống chiêng rộn ràng thôi thúc, dục lòng người vui nhộn đón xuân. Cánh còn em tua xanh tua đỏ, dục lòng ta tìm đến bên nhau. Xin được gửi lời kính chúc các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các ông, các bà, các anh chị người Thái đón một mùa xuân mới vạn sự như ý. Xin được trân trọng cảm ơn.